Lăng Nghiêm hồi thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay tất cả tăng ni Phật tử chúng con một dạ chi thành trì tụng Lăng Nghiêm thập chú Phật Đằng Tôn Thắng Đà La Ni, nguyện đem công đức này hồi hướng cho ba ngày pháp hội chánh thức từ thứ sáu thứ bảy chủ nhật tuần này được thành công viên mãn. Tất cả Phật tử tham dự phá tu đều phát Bồ Đề tâm kiên cố, hiểu rõ mật ý sâu xa của tịnh độ tâm, phối hợp cùng với mật tông đã bị thất truyền từ hàng trăm năm nay tại Việt Nam. Giờ này đầy đủ phước duyên con khôi phục lại dòng pháp mật tịnh sông tu để cứu cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh, Nam mô Phật Đằng Tôn Thắng Đà La Ni tát đại chứng minh, để cho đạo tràng trang nghiêm tam nghiệp thanh tịnh nhờ sự trợ lực của thần chủ tình pháp giới chân ngôn. Án Lam Xó Hà, Án Lam Xó Hà, Án Lam Xó Hà, tình tam nghiệp chân ngôn. Án Ta Phà Ba Phà Thuận Đà Ta Phà Đạt Ma Ta Phà Ba Phà Thuận Đồ Hàm. Án Ta Phà Ba Phà Thuận Đà Ta Phà Đạt Ma Ta Phà Ba Phà Thuận Đồ Hàm. Án Ta Phà Ba Phà Thuận Đà Ta Phà Đạt Ma Ta Phà Ba Phà Thuận Đồ Hàm. Giờ này đạo tràng trang nghiêm tam nghiệp thanh tịnh, tất cả đại chúng cùng dân hương với tỳ kheo Thích Tông Lai nguyện dân hương màu này cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát thanh văn và diễn văn cùng cả bậc thánh hiền gian khởi đại sáng chói khắp sông mười phương cõi toàn ca chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề xa lìa cả vọng nghiệp trọn đạo vô thường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Phật này chỉ đi sư phụ cầu nguyện đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trụ tam bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiên Dần Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con Bồ Đề tâm kiên cố, từ giác giác tha giác thành viên mãn cùng phạm giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Bữa nay đó theo thường lệ đó là bữa nay có người là tôi biết cha vợ chồng của Quản Thí lên đây, mẹ mới mất bên một khi mà dân sớ bữa nay đó, lên đây mời lên trên này nè con xách cái bộ đòn cái gì lên ngồi trên này cũng tin đây nè, những người mà chính
Bữa nay có ai lên để mà xin nhập tháp cho cha mẹ gì nữa không? Có trong này không? Đó, đi lên đây. Từ nay tôi đưa cái chương trình rõ ràng lắm. Khi mà ai mà nhập tháp hay là làm cái gì đó thì chính những người này bữa nay chánh tiếp lên, lên đây. Chỉ nhập tháp cho ai thì lên. Chứ từ nay cái đợt lực của tôi nó không có thể nào mà tôi cứ sọt sọt cái dụng nhất, tôi tối kỹ nhất là khi cái ngày tang lễ của một cái người nào đó đó. Nhớ kỹ nha, từ nay người tang lễ của một người nào đó đó là tôi dành hết cái lực để cứu cái người đó, chứ không có sọt sọt một đống vô nó phân tán hết. Bởi vì bây giờ cái đám tang ba má người ta mình đút sớm mình đọc hơi cả chồng về nó phân tán hết. Cho nên khi chánh tiến và phụ tiến như bữa nay, những người sinh nhập tháp này, những người đến đây với tâm nguyện mà dân sớ cầu siêu nhập tháp thì lên trên này, là mấy người này trực tiếp quý vị tự cái tâm quý vị dâng cái gì đó, quý vị trình lên rõ ràng hơn là tôi. Khi mà tôi đọc cái tôi cái tâm tư nó không có bằng tụi con đâu đó. Bữa nay từ nay theo cái phong cách thế này, và cái phong cách nữa là khi phục nguyện đó, khi mà đông người đó, nhiều người lớn tuổi đó, tăng đi không được mà cứ kéo dài kéo dòng cứ gì đi, coi như vẽ ra lấy chỗ này chỗ kia cũng mất thì giờ người ta sẽ mệt mỏi đi chết vào vấn đề. Thì bữa nay khi thầy làm như vậy đó, thầy đứng sớm và từ đây những người dân với thầy không còn đứng đây nữa, thầy đứng bên hông. Từ nay bất cứ làng nào cũng phải sử dụng như vậy, và tối kỵ nhất dụng như cái lễ 49 ngày của người ta đó, mình dồn hết những cái hương lên đó, chứ không thể nào cứ thấy vậy cái sọt vô một đống gì sớ vậy, cái nó phân tán cái tâm của người chủ lễ và cái lực chúng ta cứu một người. Như bây giờ beo anh bon mình bon mỗi người nào mình đeo một người, không thể nào đưa một cái lít vô. Thì bữa nay chính những người này đó, mấy người này là dân sớ thôi, bữa nay là đến tuần thắng nha. Thì tôi còn nhớ là bữa nay là tôi dân như vậy rồi, cái dài đó là coi như bây giờ là bao nhiêu người. Bây giờ trong này là có vợ chồng của quản trí là mẹ mới mất nè, bây giờ tính tư bữa nay là dân cái gì? Rồi, đó những người thì anh mới mất thì đó, cô tự cô giái nha, tại cái tên tuổi tụi con tự giái, tụi con tự bám tưởng tới cái người thân của mình. Sư phụ bây giờ là đứng ra một bên như vậy đó, tụi con là chánh đó. Bluetooth mode. Một hai ba bốn. Để sai mà nó mạnh nha. Con thấy để cái microphone hay ra. 1 2 3 4. Hôm nay quỳ trước tôn tượng Phật đành công thắng Đà Lạt Ni, là những tăng ni Phật tử đến đây với tâm nguyện dâng sơ cầu siêu cho các bậc sanh thành dưỡng dục. Những vị đến đây với tâm nguyện nhập tháp thờ tự tại làng A Di Đà Con Rô Tất Xịt, nhờ thần lực của chư Phật, oai lực của thần chủ Lăng Nghiêm Thập Chú và Phật Đành Tôn Thắng, khiến tất cả chúng con được sở cầu như ý đặng Pháp Ma Vương Vô Hà Thượng ơi, ba cõi chẳng dài khắp trời người cha lành chúng
nghiệp ma ba kỳ, sinh giờ cùng tan tháng ơi ân kiếp ma không cùng tàn Phật chúng sanh tâm thường rộng làng ơi đạo cam thông không thể nghi bàn lời thế châu vì đạo tàn mười phương phật hiền hào quang sáng ngời trước bào tỏ thân con hành để ai cối đầu xin thầy quyền quý quý vị đứng lên để chuẩn bị chí tâm đảnh lễ. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Phật hư không thiện pháp giới hoa hiền vị lai thâm mà phương chư Phật tôn ma chỉ tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hạ sanh là lạc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ ta cai đại hạnh vô hiền bồ ta chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Cùng thể
Sắc đỏ sáng
đi đà vũ ra tây nam gia đa ra gia đa gia nam mô bà gia bà đề nam mô a di đà bà gia đa ra gia đa gia ra đề tam biểu tam bồ đà gia nam mô bà gia bà đề a số bề gia đa tam ra đề tam biểu tam bồ đà gia nam mô bà gia bà đề bề sa sa gia tu lô phệ trụ ri gia bằng ra bà ra sa gia đa ra gia đa gia nam mô bà gia bà đề tam bồ sư bi đa sa gia đa ra gia đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đà gia nam mô bà gia bà đệ sa kê gia mâu na về đà tha gia đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đà gia nam mô bà gia bà đệ đô ra sa gia đa tha gia đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đà gia đệ biểu nam mô tăng ni tỳ đa đệ nam bà gia bà đa thăng đăng đa gia đồ sam ni sam văn đa đa văn đa
Bye.
Sai sai tiền đạp không thường đang tới vô cảnh tiếng bám chiếc và công
chuẩn bị về liền với chú bằng nhà ba la mật đây kế kế ba la kế ba la thăng niên đế bồ đề tham ba ai kế kế ba la kế ba la thăng niên đế niên đế kế ba la kế ba la thăng niên đế bồ đề tham ba. Quý vị mà mới tu sau này quý vị sa di đó, để cái đất đích đến lăng nghiêm á, như cồn đức đầu tiên vô chậm, để thứ nhất, để thứ hai tăng lên một chút, để thứ ba tăng, để thứ tư tăng, thứ năm tăng, bắt đầu qua tới chú đệ bi là từ lô lại tới thập chú, đi cuối cùng tới bát nhã là chậm thì nó mới là hay, tức là đi một cái điểm là từ thấp lên tới cao đỉnh, tới thứ ba thứ tư là cao, tới thứ năm cao nhất, bắt đầu qua tới lăng thập chú á là đi từ từ xuống. Thì còn nghĩ cái điểm đó đánh vậy thì nó mới đạt cái còn mà. Nếu mà mình đánh luôn tới cái chuối đó thì cái mỏ lớn này cái người đánh họ rất là mệt. Họ đi chừng tới đó họ đúng là thành ra thầy phải xuống từ thì nó vừa qua tới bát nhã là nó ăn khớp. Thành những chú mà đang tập á phải biết đánh cái này. Đó tôi thấy cái thời đăng nghiêm nó đánh phải như vậy nó mới hay. Nó đạt đỉnh của nó đó là từ tới đợi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rồi bắt đầu qua cái chú đề bi là đi xuống từ từ đi qua tới bát nhã là gì chứ. Nếu tụi con để ý cho nó. Đại chúng hiền tiền tâm thanh tịnh không ma tồn ca chú và lặng nghiêm hồi hướng công đức đến nhân thiên có không dừng giờ Young.
dân. Đây rồi bao nhiêu nghe tiếng lâu đời tạo ra biết đâu đều chân đường ta quán thiên nghiệp chương. Sao nay con cần lẽ cõi đầu phơi bày sám hối cần cầu hậu ẩn đã chế thành. Giờ đây cao vác đạp lên mỗi loài quyền cùng thiên hồ ra khơi cùng lên bờ giang lĩa nơi nào phiền. Nhà bạc minh sơ nâng vào chân tinh hành từ sự giá lột đèn tam nghiệp phân hoàng. Tổng lê theo đà thế nhân một lòng tân đạo nghiêm thân dự dịnh phạm hạnh nghiêm tận lạnh xa. Lòng từ hô mang trước là vì sanh lại thêm đầy đủ duyên lành. Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không vô đêm. Bóp lòng mà đại sen bát nhà chân không hiện tiền. Nhờ công tu tập tình chiến đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân. Sự mười phương lao nhọn mang đường tên chiên bao nhiêu diệu pháp tham nguyên thái điều thông đạt siêu nhiên độ minh độ chốn sanh chẳng nên và quả hoàn thành phạm thân thì thân biết cõi đần. Nhiều đau khổ tâm hàng sâu xanh bao nhiêu thần lực ngoại linh sườn tan núi biển bình minh đáng đời cấp cho đời ao con cô nhớ cho người bằng dân bao nhiêu lời hình ứng dụng mà hàng vui thờ thiên trong vòng trầm lưng. Thank you.
lòng mẹ đại bồ đề đều được sở cầu như ý. Phổ quyền âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đứng lên chuẩn bị tâm nguyện. Con thương theo Phật cầu cho chúng sanh tịnh chân đạo ca pháp lòng vô thường. Wow.
trì ba biến chú Phật Đản Tôn Thắng rồi sư phụ bắt đầu thuyết pháp. Chút nữa thì nghỉ buổi chiều, buổi trưa nay thì không có làm gì để cho Phật tử phụ đưa đón với chuẩn bị công quả làm chuyện. Nhưng buổi chiều nay đó thì sẽ có một cái thời chúng ta đây ăn chiều lúc mấy giờ vậy? 6 giờ. À? Không, ở đây tụi con hỏi nhà bếp ở đây có ai biết ăn mấy giờ không? Hả? Tôi hỏi ông ở trong làng, ông biết ăn mấy giờ không? 6 giờ. Vậy là biết 6 giờ đúng rồi hả? Phải cư dân trong làng không? Phải. Thì tối nay đó tôi chờ cho một số người họ đến nữa thì 6 giờ chúng ta ăn. Tới 7 giờ xong rồi đó là 8 giờ tới 8 tới 10 giờ tôi sẽ lên tôi sinh hoạt thuyết pháp ở đây nữa. Còn từ đây tới trưa là có nhiều công chuyện để cho Phật tử set up lo nhiều cái chuyện lắm nha. Thì bây giờ chúng ta trì ba biến Phật Đản. Hồi xưa đó tôi bắt cái gì trì bảy biến đó, lúc đó là cho quý vị nhuần nhuyễn. Cái tích đức trì Phật Đản Tôn Thắng không phải là trì nhiều, mà trì cái biến đầu tiên nó trì vừa vừa thôi. Cái biến thứ hai tụng nhanh lên, và cái biến thứ ba là tụng rất là nhanh. Khi tụi con cứu thí sinh cũng vậy đó, chứ không có đấy. Tụi con tụng biến đầu vừa thôi, biến thứ hai là nhanh, và cái biến thứ ba là lệ nhất. Và quan trọng là chúng ta ở trình độ nào thì công lực trình độ đó. Ở trình độ của chư thiên thì nó tụng ra cái lực của chư thiên, mà trình độ của thập thiện thì tụng ra cái lực thập thiện, mà trình độ của tu đầu hoàng là tụng theo tu đầu hoàng. Nó không có biết lực chú này là do cái tâm mình thôi nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị tụng ba biến, ba tiếng chuông. Nam mô Bhagavate Tailokiya Rativi Sittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Thakum Visuddhaya Visuddhaya Asamma Samma Samanta Bhava Sapphara Nagati Gahana Sobhava Visuddha Sinchato Mamsu Gata Vara Vachana Merita Visekai Mahamantai Padai Ahara Ahara Ayusamdara Nisuddhaya Suddhaya Vì xuất đề gất đi xa vi cha ya vi xuất đề xa an ra rát mi xâm châu đi tê xa hoa ta tha gà ta a va lô ca ni sát ba ra mi ta ba ri bu ra ni xa hoa ta tha gà ta ma bu mi ra tết ti tê xa hoa ta tha gà ta ri ra ya a đít ta na đít ti ta ma ha mu tê va cha ca ya sa ma ta na vi xuất đề xa hoa hoa ra na ba ya Bari vi xuất đề ra ti ni hoa ta ya a yu xuất đề sa ma ya a đức thi tê ma ni ma ni ma ha ma ni ta tha ta mu ta ku ti ba ri xuất đề vi phu ta bu đi xuất đề cha ya cha ya vi cha ya vi cha ya sma ra sa va bút đà đức thi ta xuất đề ma ti hoa ta ga bê hoa tâm ba hoa tu ba ma sa ri nam sa hoa sát hoa nam cha ca ya ba ri vi xuất đề sa hoa ga ti ba ri xuất đề tha ga ta sinh cha mê sa ma so sa yang tu sa wa ta tha ga ta sa ma so sa đức thi tê bù đi ya bù đi ya vi bù đi ya vi bù đi ya bồ đà ya bồ đà ya vi bồ đà ya vi sa man ta ba ri xuất đề sa wa ta tha ga ta ni ra ya a đức ta na đức thi ta ma ha mu đề so ha Nam mô Bhagavate Tailokiya Rativi Sittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Thakum Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samanta Vava Sapphara Nagati Gahana Sobhava Visuddha Sinchato Mamsungata Vara Vachana Merita Visekai Mahamantai Badai Ahara Ahara Ayu Samdara Nisuddhaya Suddhaya Gagam Chuddhe Gat Nisa Vichaya Visuddhe Sanrara Nisam Chodi Te Sawata Thagata Avaloka Nisat Paramita Bari Bhurani Thagata mati dasa bumi ra thích thi tê sa hoa ta thagata vi ra ya a đít ta na đít thi ta ma ha mu tê hoa cha ca ya sam hát ta na vi xuất đề sa hoa hoa ra nam
Duga ti ba li vi su te la ti ni wa ta ya a yu su te sa ba ya a li ti te ma ni ma ni ma ha ma ni ta 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 bu ta ku ti ba li su te vi fu ta bu li su te cha ya Vijaya Vijaya Smala Smala Sawa Buddha Diti Tasudeva Tiwa Tagabeva Tambawa Tumama Salinam Sawa Sapwanam Bari Visudde Sawa Tati Bari Sudde Sawa Tata Gata Sintyame Sama So Sayang Tu Sawa Tata Gata Sama So Sam Titai Buddhiya Buddhiya Vi Buddhiya Vi Buddhiya Bodaya Bodaya Vi Bodaya Vi Bodaya Samanta Bari Sudde Sawa Tata Gata Vidaya Nitana Diti Tamahamude So Nam Mô Bhagavate Tai Lokiya Rati Visintaya Buddhaya Bhagavate Tariya Kaon Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samanta Vava Safara Nagam Tigaha Naso Vava Visuddhe Sinchatu Mamsu Gatawara Vajana Amerita Visekai Mahamantai Badai Ahara Ahara Ayu Samdara Nisuddhaya Suddhaya Gagana Degan Nisa Vijaya Visuddhe Sahandara Nisam Chodi Desa Watata Gata Avaluta Nisa Paramita Paribula Nisa Watata Tida sabu mira titi te sawa tata kata mira ya adita na diti ta maha mute wajaka ya samata na wisut de sawa wala na maya dunga te mare wisut tini wataya yusut de sama ya diti te mani mani maha mani tata tabu takuti bari sut de vivu tabu ni sut de jaya jaya Jawi jaya semala semala sawa buddha diti ta sut de wati wataga bewa tabba watu mama sari nam jawa sapan Ya bari wisut desa wakati bari sut desa wakata gata sinja me sama so sayang tu sa wakata gata sama so sayang Dite budi ya budi ya vi budi ya vi budi ya bola ya bola ya vi bola ya vi bola ya samanta bari sut desa wakata gata vidaya Dutana ditita maha mudesa